Khách sạn Iasaka Nha Trang, sự lựa chọn tối ưu cho một kỳ nghỉ lãng mạn. Khách sạn Iasaka Nha Trang tọa lạc ngay tại bờ biển trung tâm của thành phố Nha Trang, một trong những bờ biển đẹp nhất thế giới. Địa chỉ 18 đường Trần Phú, bạn có thể dạo chơi những khu chợ đêm của thành phố, là cả những quán ăn ngon của thành phố vào buổi tối và dễ dàng tiếp cận những điểm tham quan du lịch nổi tiếng. Iasaka Sài Gòn Resort Hotel và Spa Nha Trang chỉ cách bãi biển Nha Trang 1,4 km. Nhà thờ núi 900m, trung tâm du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà, Dinh Bảo Đại, Viện Hải Dương Học và thậm chí Vinpearl Nha Trang cũng chỉ cách khách sạn trong bán kính 6km. Khách sạn Iasaka Sài Gòn Nha Trang có đến 201 phòng đạt tiêu chuẩn 4 sao. Tất cả các phòng đều nhìn về bãi biển Nha Trang, được trang bị các thiết bị tiện nghi hiện đại, TV màn hình phẳng, Wi-Fi miễn phí, bãi đậu xe, nhà hàng, phòng hội nghị, hồ bơi, spa. Ưu điểm: Iasaka Sài Gòn Resort Hotel và Spa Nha Trang chỉ cách bãi biển Nha Trang 1,4 km, nhà thờ núi 900m, trung tâm du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà, Dinh Bảo Đại, Viện Hải Dương Học, ga xe lửa. Xung quanh có nhiều nhà hàng, quán ăn ngon, những trung tâm thương mại, siêu thị hiện đại, sầm uất. Đội ngũ nhân viên được huấn luyện chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn du lịch quốc tế, rất thân thiện và nhiệt tình. Khuyết điểm: khách sạn xây dựng lâu nên không sang chảnh như các sạn mới xây. Với những điểm về địa lý, giá cả hợp lý, nhân viên nhiệt tình và dễ mến, phòng đạt chuẩn 4 sao như vậy tại sao bạn không chọn Iasaka nhỉ? Nếu quý vị và các bạn đặt phòng thông qua đồng autour.com, quý khách sẽ được giảm giá 10% so với giá công bố của khách sạn. Chúng tôi cam kết không trích lợi nhuận từ việc đặt phòng cho quý khách. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một kênh thông tin nhằm cung cấp các thông tin về khách sạn, nhà hàng, vé máy bay, visa, hộ chiếu, thuê xe, các tuyến điểm tham quan ở các nơi trên thế giới, phục vụ các chuyến đi nghỉ dưỡng của cơ quan, chuyên gia, hội đồng quản trị và gia đình bạn một cách chuyên nghiệp nhất. Rất mong các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh, like, share, comment để ủng hộ chúng tôi.
xem video của chúng tôi. Hãy nhấn nút đăng ký kênh, like, share, comment, giúp chúng tôi có nhiều động lực làm các video tiếp theo.